phải là mình biết mình muốn thì bây giờ nè, tôi nói nghe nè, anh đúng là anh vi phạm hai lỗi, vừa vi phạm chỉ thị 16 và vừa vi phạm chỉ thị 12 luôn, thấy chưa? Nhưng mà tôi thông cảm với anh nè, tôi lập cho anh một cái lỗi thôi, tạm thời giữ lại cho anh bằng lái, hết chỉ thị sau đó là cơ quan 340 mẫu thuộc ngay đây thôi, lấy bằng lái về, thấy chưa? Rồi. Từ 1 đến 3 triệu anh. Sao anh? Thì nói chung anh và vi phạm tới hai lỗi rồi em đó. Em thông cảm lập cho anh một lỗi rồi đó. Nói chung á là tôi đã giúp anh rồi, anh vi phạm tới hai cái chỉ thị của chính phủ lần, anh hiểu chưa? Thì cái lỗi người ta quy định nhiêu đó thôi, anh vi phạm tới hai lỗi mà tôi lập cho anh có một lỗi thôi, là đó là thông cảm cho anh rồi, anh hiểu chưa? Ý là mình cũng chịu cái lỗi của mình nhưng mà thông cảm cái lỗi nào cho nó thấp nhất, chứ sống bây giờ nó khó khăn quá mà bây giờ đi nói thôi chứ cái lỗi nào nhất chung bà nói nhẹ nhất cho mình, chứ vì bà thì mình cũng nói chuyện chứ không chuyện, mình cũng khó khăn dùm, thông cảm dùm, giúp dùm cái là cái gì có hoàn cảnh với mình, cái nào mình cũng thấp nhất thôi chứ mình phải như mình. Bây giờ anh chở hàng anh đi đâu? Anh giờ chở hàng đi về đâu? Về Tân Bình hả? Lấy đi lấy hàng ở đâu? Lấy còn nghe mình triệu. Đúng nhiêu tuổi rồi? Là 55. Đấy là chạy nhà chú ở đâu? Chạy đường 8, 58, 50, 54 xẹp 41, đường 8 Tân Bình. Đường 8 Tân Bình. Đặt Long Quân đó hả? Hồi nãy đi bên đây không tới qua. Bên đây cái đầu này không tới qua, kêu xuống đây. Đi xuống đây, không đây là mấy anh này cũng đi chạy ra đây đánh vòng lại ra đây về Long An Thủ. Đánh vòng Bãi Hiền mình nên là lật cái mũi tàu cái sang động tới. Tại mấy anh không cho qua, mấy anh kêu chú rồi, trên đó mấy cho chú là xuống đường này. Làm thì làm mà trước 18 giờ không phải là do lấy hàng, mình lấy hàng tới ngay về xe nó vô trễ không kịp, ví dụ có bỏ từ trước mình lấy về chứ không phải là đúng cái bọn tiếng rưỡi rồi đó, tiếng rưỡi mà nó đơn thuốc mang theo giấy tờ đầy đủ không? Có mang theo giấy tờ đầy đủ. Chú này chú lớn tuổi rồi đó. Đó tôi biết, tại vì cái đó là cũng như có lại giúp phải thông cảm được, không cảm với cuộc sống thì đó mình biết cho mình nói chuyện chứ không phải là mình nói là không có. Cái việc sinh cái việc phải được giúp chứ được cho chúng phải lớn tuổi rồi giờ cũng đâu có làm được cái gì, cách nào là cái số khác với chúng ta giúp được cái gì thì cứ giúp. Chứ còn không uống thì phải uống. Thì chú này chú ở với ai? Đây là chú tạm trú ở phường mấy? 8. Về Bến Tre hả? Dạ. Đúng gia đình mấy đứa con? Dạ. Còn là thôi ở mình đó. Thôi chồng con 4 năm sống với mình thôi là kiểu. Chú biết 6 giờ chiều nay là người ta không cho ra đường không? Mình biết do anh đi lấy hàng cái nhà xe nó xuống trễ quá. Là do mình ra đó là 3 giờ, nó hẹn mình 3 giờ nhưng mà 4 giờ rưỡi 5 giờ nó mới vô tới đó. Tại từ vượt Bình Phước mà vô đây không được. Nó xuống hàng mà nó kẹt xe nó vô không được. Mình biết là 6 giờ là mình cũng được nhưng mà mình ra đó hồi đó 3 giờ là chứ không phải là mình tới giờ này. nhưng mà xe nó vô không được, nó bỏ hàng. Mình thấy cái này về cho bà già đó, xong rồi gọi mà được nhận cái tiền, chứ không phải là không biết, nhận biết. Chú chạy Cút, chú lấy cái hàng này chú được bao nhiêu tiền? Cút chạy về là 80.000. 80.000 mà cho chú biết có mức phạt nó là từ 1 đến 3 triệu không? Thì đó bây giờ mới biết, bây giờ mới xin đây mấy chú giúp dùm được cái gì, cứ giúp chứ giờ chứ mình đi cũng xe có 80.000 mà. Giờ mình đóng nhiêu thì phải đóng, gì không được thì mình tính việc khác chứ đâu phải ấy mình xin cái lỗi nào người ta thấp chứ cơ. Cái cuộc sống bây giờ mình làm cũng phải ráng làm chứ già lên mình đâu có làm được cái gì, mình chỉ sống về tương tự gì bản thân mình. Chồng Tân có vợ, mình vợ thôi, chú sống mình á, một mình mà sống một mình, mướn nhà chỉ có 700.000, 730.000 đấy chứ không mướn nhiều được. Nhưng mà lần này chú rút kinh nghiệm nha mấy anh thương chú là lao động thu nhập cũng thấp nên lần này chú rút kinh nghiệm nha. Từ mai để đi là từ không có, nói chung là mình biết mình không có ra đường được, mình biết nhưng mà do lấy hàng thì trễ. Tại vì từ mình đó gì ra đó mình đợi từ 3 giờ không lấy mình đi về, mà hàng người ta chứ hứa mình sẽ tải thì nó hứa biết à, nếu chú chờ chú có díu nó còn tới mà chờ hoài không được. Mình lấy đó mình lấy mình đi về được, mình không lấy về mình bỏ hàng, mà hàng người ta dặn mình từ sớm rồi, mình sợ mình ra đó 3 giờ mà bây giờ này mới lấy được. Mình biết như vậy nhưng mà giờ hàng xe nó uống được thì làm sao, mình cũng ráng mình lấy hàng mình về chứ mà nhưng mà mình đi mình không biết thì mình nói được. Còn này mình biết mình ra sớm rồi mà xe nó hứa mình ra mà mình không được mình bỏ thì mình nói tại vì bà già mà cũng lớn tuổi rồi mình đi lấy cho bà đó. Bà này 83 tàu là chú biết chú chạy chú chở những mặt hàng nào có yếu không? Chứng nhận những mặt hàng nào đặt ráp lên chú yếu không? Nói chung là cái hàng này mình chạy là thôi chỉ thị 16 chú biết những mặt hàng nào để chú chạy chú chở chú vận chuyển không? Nói chung chú biết nhưng mà do cái hàng này là hàng ngoài, mình đi chuyến này mình về mình nghỉ rồi ra đó mình về. Này con nhắc nhở chú này ngày mai chú chở những mặt hàng nào thiết yếu, không có thể đặt ráp cho những người dân trong những khu cách ly, những khu gì. Nhưng mà không có chở, không chở những cái mặt hàng này dạng như là đồ mỹ phẩm hay những đồ nào không có trong thiết yếu á, chú vẫn bị phạt. Không ra đường không nói vấn đề mà cấm là chú không ra đường. Từ hôm đó này là không có chạy. Thì con nói với chú vậy ngày mai bắt đầu chú phải biết là chở những cái mặt hàng nào. Đúng không? Theo chỉ thị 16 là thiết yếu hoặc không thiết yếu. Đúng không? Bây giờ ở đây là chúng con là ghi nhận lại chú, đúng không? Dạ. Chú nhận cái số hàng này nó là trái cây vậy nè, trễ, đúng không? Dạ. Thông cảm cho chú bữa nay, đúng không? Ngày mai chú phải biết cái giờ nào mình về ha. Dạ. Rồi ghi nhận lại cho chú rồi. Sao ví chú toàn là giấy tờ, con thấy tiền đâu vậy? Tao đâu có tiền đâu ra. Sinh sống có một mình. Tiền có gì bóp mà không nói chỉ cái tiền. Bao nhiêu tiền trong? Giấy cầm lại cầm xe mới chuột lại cái giấy nữa. Phối đây cầm. Con cho chú nè. Không con cho chú nè. Chú già rồi cả con cho chú nè. Thôi bỏ đó. Không có tiền. Chú sống mình nữa nha. Không lấy đâu không. Không. Nói thiệt chú. Bỏ vô. Chú cầm đâu. Thôi chú sống mình rồi. Chú cầm đi nha. Chú không lấy luôn. Thôi cầm đi, cầm vô. Chú nói nha. Thì chú cũng cầm là chồng cầm xe. Thôi được rồi, lần này rút kinh nghiệm nha chú. Mấy anh xử lý này lại thương chú lắm rồi nha. Chú cảm ơn nha. Thôi chú không lấy tiền đâu. Thôi chú cầm đi, tuổi cao rồi đi ra. Này. Đây con chỉ. Đây, con nói chú nghe nè. Lần này để cho chú tiền á, uống cà phê nha. Về nghỉ mấy ngày chứ đừng. Không, chú nghỉ chú nó chạy. Dạ. Với tờ chú cầm trong cái chuông nó mới chuột cái chân người ta chuột chứ không có. Đồ cho đi, cất giấy tờ cho đi. Đó. Rồi, cảm ơn tất cả, cảm ơn nhiều. Tại chỗ mà. Dạ. Bây giờ anh đi đâu? Dạ em về lấy đồ. Lấy đồ gì bây giờ nó hạn chế mình sau 18 giờ không được về. Anh là nhân viên công ty, anh phải ăn ở và làm việc tại chỗ. Đó. Công ty mà không đảm bảo được những dịch vụ như vậy thì công ty nghỉ đi nhé. Đây theo chỉ thị 16 là anh ở và làm việc tại chỗ thôi. Sau 18 giờ là giờ giấc nghỉ luôn.